Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Sống Ác chính thức của Sĩ Kẹo. Sốcsikẹo.vn. Uy tín, chất lượng, nhanh chóng, thử vận may free fire 15k, 50k, 100k, 150k với cơ hội trúng ác siêu VIP, lật hình trúng thưởng, quay kim cương với tỷ lệ nổ hũ cực lớn. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo nha. Và Kẹo rất là vui khi ngày hôm nay đã có mặt tại đây và chúng ta sẽ cùng leo rank trên đảo thiên đường nhá. Ok thì Kẹo có một cây MP40 rất là xịn xò luôn ạ. Và chúng ta còn có một cây M4A1 nữa. Dạo này thì mình đang tập chơi ba ngón và phải nói là rất là chai hát luôn. Thì các bạn là có một số bạn fan anh ấy bảo là anh Sĩ ơi, anh luyện tập kỹ năng của anh đi thì anh cũng sẽ rất là ok thôi ạ. À, hay là hôm nay luyện tập thử one shot coi. Wow, được rồi nhá. Hôm nay để Kẹo xem là sẽ biểu diễn cho anh em xem one shot shotgun M1887 nhá anh em nhá. Xịn không, xịn không, xịn không. Ui, có người, có người, có người. Ê bạn ơi, đừng. Làm gì đấy? Này, ê, baby. Rất là đơn giản rồi anh em ơi. Yeah, ok. Cơ bản thì Sĩ Kẹo mới tập chơi ba ngón, thế nên là cũng phát trúng phát xịt thôi, chứ không phải là phát nào thì cũng ok đâu anh em. Và và nếu như các bạn thấy video kênh của Sĩ hay thì các bạn đừng quên để là hãy đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được thông báo khi mà Kẹo đăng video mới nhất nhá. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Nhưng mà trên hết là tinh thần ủng hộ của anh em đến với Sĩ thôi, thì Sĩ sẽ cố gắng luyện tập chơi game hay hơn nữa. Ok, giảm thanh vào SKS luôn rồi nào, let's go. Không biết bên dưới này có ai không nhờ anh em nhở. Ôi nhạc nghe phiêu vãi nhở. Đời anh em ơi, wow, thế nên nào vậy? Ê, bình tĩnh nha, bình tĩnh nha. Ôi, mấy bạn solo gắt quá, làm Kẹo sợ đó. Này, làm gì đấy hả? Mình tính kéo tâm bằng cái SKS cơ, nhưng mà có lẽ là hơi khó nhá. Không hề đơn giản đâu. SKS hay còn gọi là CKC, một cây súng trường thế mà. Nào, ê, ê, chỗ đâu rồi mày? Nghe quả nhạc kiểu thám hiểm vai không ạ? Ê, bạn ơi. Nói thật là Sĩ không biết bạn ấy đâu luôn, thế nên là chúng ta ngồi đây và thẩm du áp nhậm. Sẽ ngồi đây để chờ bạn ấy thôi. Đấy, thế, thế nên what the, nó chạy đâu rồi? Nó chạy rồi cơ ông ơi. Cái mà ngạc nhiên ghê vậy. Nào, đâu rồi? Ê, exit game, biết rồi dễ. Exit game anh em ơi. Wow, và bạn nào mà chưa nhấn like cho video thì hãy nhớ nhấn like để ủng hộ cho Kẹo nha. Thank you các bạn. Vừa chạy vừa quần nem luôn này. Wow, wow. Và hôm nay thì mình đặc biệt mặc cho anh em xem một cái bộ trang phục. Đây là bộ trang phục Lego. Một bộ trang phục thì đã rất là cũ rồi. Tuy rằng thì nó không còn mới, nhưng mà đây là một bộ trang phục khá là hiếm nha. Đã có những đợt là tặng free hoặc là mua nó với giá rất là rẻ nhá. Anh em nào mà có bộ trang phục này thì điểm danh nào. Còn không có thì anh em vẫn cứ tiếp tục ngồi xem. nghe những câu chuyện kể xàm xàm của Sĩ Kẹo. Ơ nhưng mà, ui, các bạn ơi, các bạn từ từ chứ, các bạn giết nhau nhanh quá, Sĩ sợ. Yeah, và chúng ta quay đây cơ nào. Wow. Ui, hello, có ai không nhở? Có ai không nhở? Ê, có người, có người. Cắn sọ nhá, cắn sọ nhá anh em ơi. Đấy, bạn ơi. Ngồi, kỳ vậy. Ê, ê, yeah. Game là dễ, các bạn rồi mà. Đó, ok, ok, ok. Và phải nói là những cái túi cứu thương giúp cho anh em gọi là vừa chạy vừa có thể bơm máu được, phải nói là rất là hay luôn ạ. Nên là anh em cũng tranh thủ lượm nhiều thì càng tốt nhá. Người ta gọi là túi cứu thương gì đâu, Kẹo quên mất tên của nó rồi nên là Kẹo gọi như vậy thôi. Và hôm nay là thứ mấy đây? Từ khi làm YouTuber thì mình đã không nhớ là hôm nay là thứ mấy nữa. Chỉ biết là cứ lên video cho anh em xem để chém gió xàm xàm thôi. Với những anh em đi học thì chắc chắn anh em mong đến cuối tuần phải không nào, nhưng mà Kẹo thì kệ thôi nhá. Yeah. Nào, 20 player nữa chúng ta sẽ cùng đi kiếm nhá. Wow, ui, anh ơi, áo trắng. Áo trắng có làm anh em lo lắng không nhở? Hết. Bạn ơi đường. Bình tĩnh nhé. Nào, cắn sọ. Ui, hơi khó, hơi khó. Cắn sọ bạn này hơi khó nhá. Nhưng mà hết. Dính đầu nhá. Các bạn thì Kẹo cũng muốn tập one shot để đủ theo các game thủ chuyên nghiệp xem là nó như thế nào ấy. Nhưng mà chắc là ngồi đây để cuốn máu mà sợ quá, cứ sợ nó đến thôi anh em. Nên là
thôi được. Ok, cũng may là có mấy cái ống thở anh em ạ, nên là nó cũng ngon hơn. Ê bạn ơi, bạn chạy đi đâu, bạn xong chơi đi đâu rồi vậy? Riêng kẹo là không có thấy luôn á. Ơi bạn ơi, mệt mỏi với bạn quá. Hết kia rồi. Bình tĩnh. Này. vỗ tay. Yeah, mình rất là chia buồn với bạn bởi vì là bạn ra đi hơi bị sớm luôn. Ok, yeah. Nào, anh em ơi, lúc này thì chỉ còn lại có 9 bạn Leo thôi. Ui, các nhà ở trên kia. Bạn ơi, xuống đi bạn ơi, xuống làm gì rồi lại phải lên nào. Ê, bạn Leo. Come on baby. Baby lên bảng rồi. Nhưng mà không sao đâu, Sĩ Kẹo sẽ cố gắng hoàn thành nốt cái nhiệm vụ của bạn. Đấy là tôi sẽ giúp bạn kiếm top 1 thôi. Cố gắng anh em ơi. Ơ, mà có ai lên à? Sợ quá, sợ có người lên anh em ơi. Nghe nó cứ sao sao á. Mình nghe tiếng chân hay sao á. Ồ, bỏ mẹ rồi, nhưng mà không sao. Chúng ta... Đây, Kẹo người quan sát đấy, nhưng mà... Ui, hai đứa. Wow, oh my gosh. Baby. Nào. Ui dồi ôi, móc lốp này. Móc lốp thần trường. Còn một bạn kia nữa. Bạn ấy ngồi mãi ở dưới rồi, bình tĩnh nào. Nào, yeah, vỡ đầu. It's so my love, in the feel up baby. Bạn ơi, sao bạn lên bảng sớm ấy nhỉ? Chắc là Kẹo chia buồn với bạn thôi. Yeah. Thank you người anh em đã cho tớ một hòm xác nhá. Thank you bạn nhá. Vâng, và cơ hội chiến thắng lúc này của Kẹo là 25%. Yeah. Chúng ta sẽ cùng xem nào. Ui, vẫn cầm mìn. Ê, khả năng ở trên có người nhá. Nào, mình cầm cái cây MP40 truy sát thì bắn cái này không sướng lắm. Nhưng mà cơ bản là thay đổi skin cho anh em xem nỡ ngán thôi. Chứ còn là thằng nào ở trên kìa. Nào, bình tĩnh thôi bạn ơi. Baby. Rồi, ôi nhưng mà không trúng. Né kỹ ghê nhá. Làm sao? Ê, đúng rồi anh em ơi, lên xử nó. Ê bạn ơi, ui bạn ơi, này, mày gớt nó dựng một keo nó chặn mình đây. What's up man? Được, thanh niên, giỏi lắm, hay lắm em nhá. Không hiểu sao nó chặn mình thế đi thôi. Sĩ Kẹo xin thua anh em ơi. Vâng, giọng nói ngọt ngào như Sĩ Kẹo này, anh em gọi mình là Sĩ Kẹo thôi chứ tôi không có cắn kẹo hút ke gì đâu nhá. Nhưng mà, ế, thế bạn ấy không chạy lại nữa. Khả năng là thanh niên bây giờ đã xuống rồi nên là chắc là mình cũng sẽ bình tĩnh thôi. Ném thử quả lựu xem. Đây đúng không? Chuẩn mẹ luôn rồi. Ui, nó chạy kìa. Ê, bạn ơi. Ui ôi, bạn dựng con keo là mình thì ghê quá à. ok bạn ơi. Tôi hơi bị nhức đầu với bạn rồi nhá. Ê, ôi này, nhức đầu đi. Ui vai, đâu ghê vậy? Ô, bạn ơi, sao bạn lại rút xác thế? May dựng con keo chạy được anh em ạ, không đã bắn cho sấp con mẹ nó mắt. Oh my gosh. Kẹo thì Kẹo vừa sửa cái giáp nó mới tinh rồi. Được chưa? Nào, Hello, on my way, bạn đang ở đâu? Ui đứa, nó ngay sau lưng. Ê, này. Ok, dựng con keo giật hết cả mình. Nào, bạn ơi, bây giờ bạn có solo với Kẹo không? Solo bạn đây. Chạy luôn à? Không solo luôn à? Ôi, sao lại làm như thế? Sao lại đối xử như thế với người ta vậy bạn ơi? Ấy, bạn ơi. Nào, bạn ơi. Nào bạn. Trốn mẹ luôn, kiểu sợ mình á. Ai, Sĩ Kẹo mới tập chơi nhưng mà sao phải sợ vậy? Ê. Vỡ đầu nhá. Kẹo giỡn xíu thôi. Thật sự là chơi ba ngón chưa có quen. Nhưng mà nói thật thì chắc là mình cũng sẽ mất một vài ngày luyện tập để có thể là trở thành pro player anh em ạ. Lâu hơn nữa thì một tuần, đôi khi cả tháng rồi bỏ mẹ. Nhưng mà nói chung thì mình cũng đã tập quen với cách chơi ba ngón rồi. Cái lúc đầu mà Kẹo mới tập chơi thật sự là hơi bị cảm thấy áp lực ấy. Tức là kiểu chơi game muốn đập cái điện thoại luôn. Nhưng mà nào, còn thằng cuối rồi. Yeah bạn ơi, bò to vãi ra, bây giờ đi kiếm thằng cuối đâu ta. Yeah. Ê, bắn chơi vậy thôi. Nào, trên này có không ta? Không có. Thế bạn ấy trốn đâu nhỉ? Anh em nhỉ? Nhưng mà thôi, đây, tôi đứng đây, tôi đi tìm thằng cuối cho anh em đi. Chả thấy nó đâu cơ anh em. Áp lực. Yeah. Hình như mình thấy rồi. Con tó này. Nào, làm sao? Con tó này. Vút không có được. Yeah, mình tí anh em ơi. Đây, thì cả lên trên nhá. Nào, ê. Bạn ơi, bạn làm mình sợ quá. Thì má bắn rát vai.
Ê, bạn ơi, nào, bạn ơi, bạn bán sát thế bạn ơi. Từ từ nhá, đừng có bán người ta nhá. Đang chạy lên đó, đừng có bán người ta. Ui, công gì mà xuống á. Wow, đừng, kìa, người ta đã bảo rồi. Này, đừng có làm như thế với người ta nhá. Ui, oh my god, baby. Thằng bé này, này, bỡ đầu. Yeah, booyah anh em. Mình chắc là Kẹo cũng sẽ hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nhá. Giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em sau nha. Thank you các bạn rất là nhiều ạ.